Hạnh xin chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Và chúng ta luôn có hẹn với nhau vào lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, sau buổi cơm chiều sẽ là thời gian thích hợp để chúng ta cùng nhau tán gẫu về những chuyện phím ở bên lề nhưng rất là hữu ích cho đời sống hôn nhân gia đình và đặc biệt là sự tự tin của trẻ phụ nữ hiện đại. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là thỏa thuận trong hôn nhân. Lạ chưa kìa, thường thì thỏa thuận chỉ trong kinh doanh thôi. Làm sao mà hôn nhân lại có thỏa thuận? Có chứ, con đường tình yêu đến hôn nhân là một con đường vô cùng khác nhau và gian nan. Nơi đó, cả hai người vợ và chồng chúng ta gánh một cái trách nhiệm rất là khủng khiếp. Nào là tiền bạc, con cái, việc đối xử quan hệ với các gia đình hai bên và thời gian riêng của hai vợ chồng và tâm lý cá nhân nữa. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử đối mặt trực diện với vấn đề này cùng với các chuyên gia tâm lý và nghệ sĩ khách mời nhé. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ khách mời, diễn viên Tường Vi và diễn viên Hứa Minh Đạt. Nghe lời anh đi, thiệt anh khuyên những điều đúng đắn thôi. Em sắp lấy chồng là em phải có thỏa thuận trước với lại chồng em. Thôi em thấy tự nhiên lấy nhau về mà có thỏa thuận đâu có phải là kinh doanh hay buôn bán cái gì đâu. Không phải lo cho em thôi, tại tính em hiền khô từ đó giờ thế nào về chồng cũng ăn hiếp, nên trước khi cưới là em phải có thỏa thuận trước với lại chồng em. Tự nhiên thỏa thuận rồi nhiều khi tới lúc đó không có làm được y chang vậy thì mất công rồi đúng không? Sống với nhau không có như ý, không có như thỏa thuận nữa là bây giờ tự nhiên phải chia tay nhau hay sao? Phải trời ơi, chui gì mà anh trù. Thì bởi vậy anh mới lo cho em. Xí em nói bây giờ thí dụ mà sống với nhau mà không có thỏa thuận thì mình chia tay, thí dụ mình quay chương trình với nhau mình không hợp tác thì có chia tay luôn không ta? Quay chương trình thì mình đang quay chương trình mà vô khách mời không có để ý gì tới MC luôn á. Quên. Tại vì hồi nãy giờ hả, anh Đạt cứ nói hoài. Nói mà đi vô đây hồi nào hai đứa giận cứ bàn cãi gì cái vấn đề này mà không hay luôn á. Anh lo cho em đó thôi. Trời ơi trời, phải có thỏa thuận trước khi hôn nhân là mới là ổn, cuộc sống mới hạnh phúc chan hòa. Thì đúng, em công nhận cái chuyện là anh Đạt coi như là người đi trước. Thì anh nhiều tuổi hơn rất nhiều, nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà em thấy mình sống là mình phải thoải mái. Tự nhiên mình đặt ra những cái thỏa thuận, rồi những cái yêu cầu lẫn nhau, vậy em cảm thấy nó gò bó quá. Em thấy đúng rồi đó anh, y như ở tù vậy đó. Tự nhiên là thỏa thuận nội quy chi cuối vậy? Cuối cùng là em phe nào vậy? Chứ em không biết luôn, chứ em phải cần phải có một cái người phân xử cho nó đúng. Chứ em cũng không có đủ kinh nghiệm, chưa có lấy chồng mà nói như đúng rồi vậy đó. Dạ, mời anh Hứa Minh Đạt và Tường Vi cùng gặp gỡ với một nhân vật rất là đặc biệt là tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An. Xin chào Hà Trinh, xin chào Hứa Minh Đạt, xin chào Tường Vi. Lúc nãy khi mà bên trong thì tôi nghe loáng thoáng cái gì đó thỏa thuận, tôi cứ tưởng là một chương trình về kinh tế, bắt đầu mà làm cái hợp đồng kinh doanh gì đó. Dạ, hợp đồng hôn nhân, trời căng thẳng quá. Thật ra thì chương trình cũng không muốn mọi người phải đi vào tranh cãi, nhưng mà cái vấn đề chính của chúng ta ở đây là ngồi mình bàn ra mỗi người ý kiến để quý vị khán giả mà có cùng cái tâm lý trước khi hôn nhân hoặc là đang ở trong hôn nhân á, họ có khả năng sắp xếp và có thêm được những cái quan điểm mới cho hành trang của mình. Thôi bây giờ trước khi đi vào bàn luận chúng ta phải biết là chuyện gì đang xảy ra trước cái đã. Xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip gợi mở về tình huống ngày hôm nay. Thanh à, Tâm à, trời đất ơi, nhà cửa xong khóa rồi, cửa nẻo kiểu này anh trộm vô sao? Dạ. Ủa, má lên nè. Ủa má. Trời đất ơi, nó nghe nè. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì mà mặc tạp về đàn bà con gái rồi móc miết đâu vậy? Dạ, con nãy con mới rửa chén xong rồi đang phơi đồ, chưa kịp cởi ra nữa. Hả? Dạ. Ủa má có đi lộn nhà không trời? Nhà con Thanh Trâm phải không? Má sao vậy? Con Thanh con má nè. Không phải con má đâu. Trời đất ơi, cái gì vậy con? Cái chuyện này đâu phải là phải chuyện của con. Cái chuyện mà rửa chén mà mang tập về đàn bà rồi phơi đồ là chuyện của cái vợ con mà. Trời ơi, tu lên cái tôi bỏ ngỡ luôn vậy đó. Vụ gì vậy? Gì đâu mà chuyện vợ hay chuyện chồng má, thì con phụ được chấm gì con phụ thôi. Rồi vợ con đâu? Vợ con đi tập yoga rồi má. Vợ con đi tập yoga. Dạ. Rồi để cho chồng ở nhà làm chuyện nội trợ như vậy. Dạ. Ủa sao ngộ vậy? Vợ thì đi chơi ha, đi tập, còn chồng thì ở nhà làm bù đầu bù cổ vậy? Không có, vợ con hồi chiều là cổ có đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn rồi xong bỏ đồ vô giặt rồi cổ mới đi, rồi thì giờ xong rồi tới con rửa chén rồi con giặt phơi đồ thôi. Ủa đâu có được con, cơm nước giặt giũ tất cả những việc nhà là vợ con phải làm, còn con là đàn ông nghe chưa, là con chỉ biết đi ra ngoài đường kiếm tiền thôi, đâu phải là vợ một việc rồi chồng một việc như vậy. Ở đâu mà có cái ngữ đó vậy? Má sao má nói quá vậy? Cái này là con phụ được vợ con thì con phụ thôi má. Không được. Sao vậy? Má không đồng ý cái chuyện này nha. Má đẻ con ra chưa bao giờ mà bắt con phải làm những chuyện đàn bà như vậy. Mà nếu mà con nói vậy phải không? Được rồi, má đợi vợ con về, má làm việc với nó.
Má ơi, không có nói nữa. Nhưng mà cái này á, cái chuyện mà con với vợ con phụ với nhau vậy á, là đã tụi con đã thỏa thuận nhau sau khi cưới rồi má. Không có chuyện thỏa thuận gì hết á. Má đợi nó về mới dạy nó. Chồng ơi, chồng ơi. Trời ơi, hôm ủa má, con chào má. Ủa má mới lên chơi hả má? Mới lên. Ủa anh ra đón má hay má vô một mình? Má tự vô luôn. Ôi trời ơi, sao má không nói tụi con ra đón má? Đón chi? Tôi phải lên đột xuất vậy đó, để tôi thấy được cái cảnh tượng mà con trai của tôi bị hành hạ làm việc nhà, rồi để cho vợ nó phải đi tập yoga vô giết gì đó. Ủa anh làm gì ở nhà bị hành hạ vậy? Ờ thì anh phơi đồ. Bắt nó rửa chén, phơi đồ là những việc mà phụ nữ làm. Dạ má ơi, à, tại vì hồi lúc mà trước khi cưới á, tụi con có thỏa thuận rồi má. À ảnh có viết cho con tờ giấy là ví dụ như ảnh làm việc này thì con làm việc kia, chứ ở trong nhà này không có cái nào là đàn ông làm, cái nào là đàn bà làm hết. À còn cái vụ tiền nữa má, à, tụi con có bây giờ cưới rồi, tụi con có những khoản tiền nào chung là chung, còn những khoản tiền nào riêng là riêng, mà anh ai nấy xài không có hỏi nhau má. Và tụi con có cái thỏa thuận nữa là sau này nếu như mà tụi con có con cái á, là dạy theo cái kiểu là mẹ nhu ba cương. Thằng con trai của tôi á, chưa bao giờ mà tôi bắt nó làm những việc nhà như vậy. Lấy cô á, để cô sai đó hả, để cô hành hạ như vậy đó hả. Tôi không đồng ý chuyện đó. Ở trong cái căn nhà này, ở đâu ra đó thứ tự đàng hoàng. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ ở đây để coi cô làm việc nhà, chứ không bắt thằng chồng làm cái gì hết. Nghe rõ chưa? Đó, cái vấn đề của gia đình anh Thanh á, hai vợ chồng thì có cái quy tắc riêng với nhau, có cái thủ thỉ riêng về cách sống trước hôn nhân rồi. Nhưng mà khi mà có mẹ chồng vô giống như là có người phán xét vậy đó, nên mọi thứ rối tung lên. Mọi người thấy tình huống này như thế nào? Nếu mà đặt ra thỏa thuận vậy thì em thấy cũng tốt. Tại vì ví dụ như từ chuyện chăm sóc con cái, rồi chuyện những cái chuyện nhỏ nhặt chăm sóc gia đình ở trong nhà, thì em thấy chia nhỏ ra như vậy thì nếu mà mình có thể giữ đúng những cái thỏa thuận đó, những cái điều mà mình đã đặt ra, thì cuộc sống nó có vẻ ngăn nắp hơn. Nhưng mà đặt với vai trò đó là mình nhìn là người ngoài, mình nhìn vô thấy hợp lý, thì mình chưa thấy được cái ngóc cách ở bên trong. Nhưng thí dụ mình nhìn sâu ở góc độ là người mẹ chồng nha Vi. Mình rất là cưng con trai mình, bây giờ mình tới nhà chơi đột xuất thấy là cái gì con trai mình cũng làm hết. Còn cái cô này chỉ đi tập yoga, đi thiền, đi làm đẹp. Vi có nghĩ nó là hợp lý không và được gọi là thỏa thuận hôn nhân? Nếu mà đã là cuộc sống vợ chồng thì không nên có sự tác động từ quá nhiều phía. Và ít nhất là anh chồng phải giữ vững được cái lập trường đó và nói chuyện với mẹ mình. Chứ nếu mà bây giờ ví dụ như mẹ chồng cảm thấy không hợp lý, cô chồng cảm thấy không hợp lý, dì chồng, em chồng, quá nhiều người như vậy không bảo vệ cái chính kiến của mình, thì khác nào làm cho cuộc sống mình nó rối hơn. Và chính hai vợ chồng lại tranh cãi với nhau vì những chuyện những người ở đâu đâu không à. Anh có đồng ý với Vi không? Nhiều khi là mẹ chồng tới thấy cái mặt bề nổi thôi, là người chồng lau quét dọn, còn thấy vợ là tập thể dục cái này nọ. Thật ra họ đã thỏa thuận với nhau trước là nhiều khi là một ngày anh chồng chỉ làm khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian còn lại rảnh thì giúp việc nhà. Trong khi đó người vợ một ngày có thể làm mười mấy tiếng đồng hồ. Cái công việc và cái kinh tế hai người sẽ hỗ trợ cho nhau hay sau đó, chứ đó mình chỉ nhìn thấy bề nổi thôi, mình chưa biết được cái thỏa thuận của họ như thế nào. Đúng rồi, và thật ra thì là trong cái thỏa thuận á, đối với lại cái chuyện hôn nhân á, nó không có cứng nhắc đâu, nó phải linh hoạt. Và khi mà những tình huống phát sinh á, bắt đầu mình mới thỏa thuận thêm. Ví dụ như trong trường hợp là có mẹ xuất hiện thì có sự thay đổi trong cái thỏa thuận hay không, để mà chúng ta linh hoạt trong cái cách ứng xử, chứ không phải là chúng ta cứng nhắc là một ngày là anh phải làm việc một tiếng, em làm việc một tiếng, thì như vậy nó quá cứng nhắc và đó chỉ là cái hợp đồng kinh tế thôi. Còn đây là hợp đồng hôn nhân và nó có yếu tố tình cảm ở trong đó nữa, nên chắc chắn rằng là nó sẽ khác hơn so với là những cái hợp đồng khác. Vậy tại sao chúng ta lại cần một cái thỏa thuận trong hôn nhân như vậy? Ở đây á, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy những cái cặp yêu nhau sau đó đi đến kết hôn, ngay từ đầu khi yêu, cái yếu tố về tình cảm nó chiếm rất là nhiều. Nên khi mà cưới nhau xong rồi thì những cái vấn đề lý trí bắt đầu xuất hiện. Và khi đó nếu chúng ta không có sự thỏa thuận trước thì bắt đầu có những sự mâu thuẫn xảy ra. Không có sự tìm hiểu, không có sự lường trước các tình huống có thể xảy ra, thì như vậy thì mâu thuẫn, cãi nhau dẫn đến chia tay rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những cặp đôi trẻ, thì rõ ràng chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta dành thời gian tìm hiểu nè, thấu hiểu nhau và nói lên cái mong đợi của chính mình với đối phương, và đến những cái tình huống phát sinh xảy ra sau hôn nhân thì đã được thỏa thuận rồi. Lấy ví dụ một cái trường hợp rất là đơn giản thôi. Bây giờ là phụ nữ nào cũng mong muốn là người đàn ông của mình sẽ hỗ trợ cho mình trong cái chuyện là nội trợ nè, phụ giúp công việc, gia đình. Nhưng mà đàn ông thì lại có tính sĩ diện rất là cao, nên mặc dù anh ta sẽ đồng ý, nhưng mà sẽ có một thỏa thuận sau đây. Nếu như mà lỡ như có mẹ anh tới,
hay lỡ như có bạn bè anh tới thì thôi em cố gắng là cho anh thể hiện chút nha, nhưng mà khi mọi người về rồi anh vẫn tiếp tục là phụ em. Đúng mà, thì mình có những thỏa thuận như vậy thì khi tình huống phát sinh xảy ra thì chắc chắn mọi người trong cuộc đã thầm, đã ngầm hiểu nhau rồi, thì lúc đó sẽ không có những cái sự mâu thuẫn. Vì nghĩ cái trường hợp là mình viết ra giấy này rõ ràng để sau này mà có cái chuyện gì mình lật cái kịch cho mình nói đó, hồi xưa anh bảo là chủ nhật hàng tuần thì dẫn đi xem phim, sau giờ đánh gôn chẳng hạn như vậy thì nó tốt hơn, hay là mình ngầm hiểu nhau thôi? Vi nghĩ là ngầm hiểu đi, chứ còn cái gì mà cứ rõ mồn một bằng chứng như vậy, giống như đi học á, mà bị thầy cô bắt bài quá à. Với lại tự nhiên lúc nào cũng phải làm răm rắp theo đúng như vậy thì nó mất đi cái gọi là feeling trong tình cảm rồi. Nó không có còn làm cho những cái gọi là mình muốn cho cái tình cảm của mình nó bay bổng, hoặc là hôm nay mình muốn làm cái này, mình muốn làm cái kia. Bây giờ không, mình làm đúng đi, làm đúng trong giấy, tại vì mình đã quy định vậy rồi. Mình có làm hơn thì cũng không có được khen mà mình làm. Nó bị vô cái thời khóa dạ, biểu. Đúng rồi, nó bị vô một cái khuôn rập. Thì em thấy là tốt nhất là cứ tự ngầm mà hiểu nhau là tốt hơn. Nhưng rõ ràng nếu như mà thật sự có những gia đình khác á, mà chúng ta cứ để trong cái suy nghĩ trong đầu thôi, mà đối phương người ta không hiểu á, thì khiến cho chính bản thân mình bực bội lắm. Và mình chịu đựng, mình bực bội, sẽ đến một cái lúc nào đó cái sự bực bội đó vỡ ra, hoặc là gặp một cái đối tượng khác và đối tượng này thỏa mãn đúng như cái nhu cầu mà mình không được đáp ứng ngay chính trong ngôi nhà của mình, lúc đó mới là tình huống nguy hiểm xảy ra. Nên cái mọi chuyện nếu như thấu hiểu là được là quá tốt, nhưng mà chúng ta phải có cái thời gian để chúng ta trao đổi nhiều hơn. Có thể viết giấy ở đây là gì? Mình những cái gì mà vợ làm cho mình hay chồng làm cho mình mà mình cảm thấy hạnh phúc á, mình cảm thấy vui á, mình viết ra cảm ơn em vì hôm nay đã ủi giùm anh một cái áo, ví dụ như vậy. Và đó thật sự là những công việc rất bình thường, nhưng mà vợ nhận được tờ giấy và thấy ồ, có được nhận sự được động viên, và rõ ràng là hai vợ chồng phối hợp với nhau rất là tốt trong cái cuộc sống gia đình thì chắc chắn là đấy, nó sẽ rất là vui vẻ. Vậy thì cả cái điều khoản thường xuyên động viên nhau cũng phải được viết ngầm vào trong cái quy luật trước hôn nhân, giống như Hoàng nói chính xác là trước hôn nhân tình cảm quyết định hết, nên mình không có thấy quan trọng lắm cái chuyện viết ra bây giờ làm gì. Nhưng mà trong hôn nhân rất là khó để mà chúng ta nhớ lại là trước đó mình đã nói cái gì với nhau, đã hứa cái gì đó, thì làm Trinh thấy là nhiều khi là có cái hợp đồng nó sẽ giúp cho mình có cái cảm giác là mình ràng buộc tốt hơn, nhất là khi mà một năm đầu không sao, 3 năm 4 năm 5 năm cái tình cảm mình nó lơi dần, mình không còn có ý thức và không có cái mong muốn hiểu nhau nữa. Đó, thì đó là một cái bản ghi nhớ thôi, chứ thật ra mình không phải là hợp đồng hay là thỏa thuận, là ghi nhớ, bản ghi nhớ, anh sẽ làm cái này, em sẽ làm cái này. Nhưng mà hãy rõ ràng ngay từ trước khi mà chúng ta kết hôn, vì khi mà sau khi kết hôn xong rồi mọi chuyện đã xong rồi. Tại vì trí nhớ rất là dễ quên, và cái giấy trắng mực đen là luôn luôn còn ở đó. Nên thật ra là mình không phải là quá lý trí để mà mình lý trí hóa cái tình cảm, nhưng mà cũng cần phải có được cái sự thấu hiểu ngay từ bước đầu để mà cái cuộc hôn nhân nó diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Thôi giờ mình thử tưởng tượng nha, trước mặt mình là một cái hợp đồng. Tụi mình đang cùng ngồi với nhau để viết một cái hợp đồng hôn nhân lý tưởng nhất cho mình. Cho bản thân mình thì mỗi người mình sẽ muốn có cái điều khoản gì xuất hiện. Ví dụ Trinh trước đi ha. Trinh nói là bận như thế nào đi chăng nữa, một tuần mình ít nhất phải có 3 tiếng ở bên cạnh nhau mà không xài điện thoại. Giận nhau cách mấy đi nữa thì cũng không được vô cớ mà nói là ly dị hay chia tay. Làm cái gì ra đường cũng phải đưa trong túi tôi 1 triệu bạc. Rất là hay đúng không? Đây, cái này là Hoàng sẽ học liền ngay lập tức. Còn An viết cái gì trong hợp đồng hôn nhân? Thật ra thì An sẽ mong muốn là vợ chồng sẽ phải tôn trọng nhau. Cho dù có giận nhau đi chăng nữa thì không bao giờ được gọi nhau là mày tao mi tớ, mà phải xưng là anh em. Đó, mình cái nói hợp đồng rất là phải dễ. Tương tác giữa hai bên nữa. Đúng, thì anh có quyền đóng góp ý kiến mà. Cái đó là đã gọi là hợp đồng thì phải có sự thảo đúng luận giữa cả hai rồi. Và rõ ràng là khi mà trước khi hôn nhân chúng ta đạt được sự thấu hiểu đó là quá tốt rồi. Vì chúng ta còn cơ hội để sửa sai. Và nếu như cả hai quá mâu thuẫn thì thôi đừng cưới. Có đúng mà, tại vì chúng ta không thống nhất được. Còn nếu như đã thống nhất được và mỗi bên lùi bước một chút xíu, thì như vậy mình đã thỏa thuận được cái cách ứng xử với những tình huống mâu thuẫn có thể xảy ra rồi. Là người ta sợ cái hợp đồng á, Trinh nghĩ là bởi vì người ta sợ là khi mà ký vô xong á, cái có cảm giác phải đền. Nếu mà mình không có làm được cái hợp đồng đó thôi. Nhưng mà thật sự hôn nhân của mình đâu có đền cái gì đâu. Mình ký để mà sau này 5 năm, 10 năm mình lôi ra ngược trở lại, mình sẽ... thì ra mình đã đi quá xa với mục đích ban đầu. Trinh nghĩ như vậy thôi, còn không biết là quý vị khán giả nghĩ thế nào. Nên chúng ta có làm một cái bản phỏng vấn cùng một câu hỏi thôi. Đó là bạn nghĩ rằng cái hợp đồng hôn nhân, cái thỏa thuận trong hôn nhân này nó có cần thiết hay không? Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử quan điểm của mọi người xem mọi người nghĩ gì nhé. Thì mình nghĩ là thỏa thuận trước hôn nhân là một điều rất là cần thiết. Thì trong những mối quan hệ, đặc biệt là tình cảm như vợ chồng gia đình, thì cần sự rõ ràng với nhau.
mình nghĩ là nên có. Tại vì bản thân mình, ví dụ như là mình trong thời gian mình tìm hiểu nhau, mình sẽ nói trước được là ví dụ như là cái nếp của nhà em thì nó sẽ như thế này, và cái nếp sống của nhà anh nó sẽ khác. Thì ví dụ như là anh về nhà em thì anh sẽ phải hòa chung với tất cả mọi người là phải như thế. Và ngược lại, mình đến nhà người khác, hoặc nhà ảnh, hoặc là nhà cô gì chú bác gì đó, thì mình sẽ phải quen cái nếp đó. Thí dụ vậy thì mình phải thỏa thuận trước như vậy để tìm tiếng nói chung. Chứ không nên là để sau khi kết hôn rồi chúng ta sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn, cãi vã nhau. Không có, không nên như vậy. Theo mình là như thế. Tức là một cái người văn minh thì tự người ta sẽ tìm cách mà ta sống sao cho phù hợp với nhau. Thỏa thuận trước, có thể là mình giống như nói trước bước không tới, thì những cái thỏa thuận đó thì mang tính chất giao kèo. Anh không thích về trong tình cảm thì người ta sẽ không giao kèo, mà người ta sẽ tự tìm cái cách sống nào phù hợp với cái người, cái đối tượng, cái người bạn đời của mình. Trong một số tình huống, một số cặp đôi ấy, theo anh thấy nó cũng thực sự là cần thiết đấy. Như vậy ấy, để tránh những cái tình trạng gọi là chiến tranh trong hôn nhân, thì anh thấy như vậy thì cũng tốt thôi. Theo ý kiến những người được khảo sát của chương trình Phụ Nữ Ngày Nay, việc đặt ra những thỏa thuận giữa hai người khi bước vào đời sống hôn nhân là điều rất cần thiết. Vì khi vợ và chồng có những thỏa thuận chung thì mối quan hệ mới có sự rõ ràng và tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Chính nghĩ cái điều không đồng tình của họ ở cái chỗ là mỗi người đều nghĩ là có nên viết ra giấy một cách quá rõ ràng, rành mạch hay không? Thực ra giống như Vi, lúc đầu Vi cũng nghĩ, ủa mình lấy nhau mà cái này mình dựa trên cái cơ sở là tình cảm, tình yêu với nhau mà tự nhiên bây giờ phải rạch ròi giống như đi học quá vậy trời. Tự nhiên mình cảm thấy bị căng thẳng á, mình cảm thấy bị gò bó lại á. Nhưng mà đúng là khi mà mình ngồi lại mình nói chuyện với nhau và mình hãy thử nghĩ đến những cái trường hợp, những cặp vợ chồng xung quanh mình, thì nếu mà đôi khi có một chút thỏa thuận với nhau thì cuộc sống nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mình thử đoán xem là cái tình huống mà lúc đầu mình xem á, gia đình của anh Thanh sẽ đi đến đâu khi mà người mẹ có vẻ không vui. Theo Đạt nghĩ á, sẽ có một cái thỏa thuận mới nữa. Mọi công việc nhà là bây giờ vợ làm hết, chắc khoảng được một ngày rưỡi gì đó cô vợ sẽ bị bệnh. Bây giờ cô vợ không làm việc nhà nổi, người chồng không làm thì người mẹ phải làm. Còn Vi nghĩ sao? Em nghĩ là mẹ chồng sẽ phải thỏa hiệp với cái thỏa thuận của hai vợ chồng. Cũng là một cái kết thúc có hậu đấy anh ạ. Hoàng rất là đồng ý với ý kiến của Tường Vi. Và chắc chắn là cái hợp đồng đó nó phải có sự linh hoạt. Ba mẹ sẽ không bao giờ ở lại lâu được. Nếu như theo đúng tình huống. Nhưng mà trong ba mẹ có vẻ rất kiên định. Thì nếu mà ba mẹ còn ở đó thì sẽ không tồn tại cái hợp đồng. Sử dụng kịch bản của anh Đạt. Xin mời mọi người sẽ cùng theo dõi đoạn tiếp theo của tình huống. Chào má. Thiệt hết biết. Má không hiểu tại sao con lép vế vợ con như vậy. Con lép vế chỗ nào má? Trời đất ơi, vậy là không lép vế hả? Con nghĩ làm sao vợ con ngủ trong phòng ngủ mà nó bắt con ra ngoài phòng khách vậy con ngủ, mà con vẫn chấp nhận là sao? Trời má ơi, má không thấy vợ con làm cả ngày mệt mỏi rồi hả? Bây giờ còn đêm mà để cô ngủ ngon giấc thôi à. Còn con vô đó ngủ nữa con ngái sùm hết rồi sao cô ngủ? Thôi đi con ra ngoài đây ngủ cho cô yên tĩnh con ngủ ngon. Ủa sao má nói gì ra một tiếng là con binh vợ con một tiếng vậy là sao vậy? Má thì vợ con cũng phải binh chứ má. Chồng ơi. Ủa má dậy sớm vậy hả má? Chồng. Tiền cà phê của chồng nè. 50. Lên đây đi. 50 vậy? Nhiêu vậy? Dạ 50. Dạ 50 má. Sao này cho nhiều vậy? Trời đất ơi. Bây giờ là tiền phát gạo đâu nè hả? Cho nó bao nhiêu đây nè? 50 ngàn để nó đi làm cả ngày trời vậy đó hả? Từ ngày con má lên á là tụi con sửa lại cái quy định rồi. Không còn cái thỏa thuận trước hôn nhân nữa, mà bây giờ có quy định mới là sau hôn nhân, là tiền bạc tất cả chi tiêu trong nhà là do con quản lý. Dạ nên Mà bữa nay là cho nhiều má, bình thường 20 mà không biết sau nay cho 50. Em làm đúng quá vợ. Hay quá ha. Vợ của anh mà lắm. Nè. Dạ. Hai vợ chồng mày làm cái chuyện gì kỳ cục vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ cái chuyện mà vợ con đưa con bao nhiêu tiền mà con chấp nhận vậy á, má không nói tới. Nhưng mà cái chuyện mà hai đứa ngủ á, mà đứa ở đây rồi đứa trong phòng á, thì biết chừng nào mà hai đứa mới sinh con để cái vậy hả? Dạ má biết làm sao không? Tại vì á
con muốn là khi mà con có em bé đó là hai vợ chồng thật sự phải thoải mái, là tâm lý ảnh cũng thoải mái, tâm lý con cũng thoải mái, rồi sức khỏe hai đứa cũng thiệt là tốt để cho một cái bào thai em bé tốt nhất. Chừng nào thấy khỏe thì hai đứa sẽ dọn vô ngủ chung. Tại vì ước mơ của con á, chẳng những sinh được một đứa cháu cho má, con ước mơ được sanh đôi luôn, giống như Trân bạn con vậy đó má, ra hai đứa luôn, nên là tụi con chuẩn bị tinh thần vậy đó. Ý là nói là bây giờ là bắt hai người ngủ riêng, nghĩa là tại vì tôi hả? Tôi làm cho cô là tinh thần cô không thoải mái, tôi bắt cô làm việc nhà nhiều cô mệt, cho nên cô không muốn sinh con đẻ cái cái gì. Chứ bây giờ má xót con thì giống như má bắt Trâm làm việc rồi, mai mốt má của Trâm qua đây thấy mà Trâm làm việc vậy má của Trâm cũng xót mà má. Với lại má biết không, tụi con thỏa thuận trước hôn nhân như vậy là tụi con muốn cho khi mà về làm vợ chồng với nhau thì vợ chồng sẽ vui vẻ, sẽ hòa thuận, không có những cái cuộc cãi giả là sao hồi đó em không nói, sao hồi đó anh không nói. Với lại con thấy phụ nữ mình bây giờ, phụ nữ ngày nay là mình cứ phải thấy cái chuyện gì đúng hợp với mình thì mình làm, chứ mình không có phải chuyện gì mà mình cũng ôm đờm, mình nói là mình quy trách nhiệm cái đó là việc của phụ nữ, rồi mình ôm vô rồi mình tự than mình mà tự than mình nhất giả. Dạ, sẵn đây thì con cũng cảm ơn má là đã sanh ra một người chồng rất là hiểu chuyện và chấp nhận hết những cái điều khoản của con trước hôn nhân. Dạ đúng rồi má thấy không, má cũng là phụ nữ, má làm việc quần quật bao nhiêu năm nay nè. Dạ. Má cũng mệt đúng không má? Đó thì má cũng muốn có một người đàn ông để chia sẻ, giống như là má cũng muốn ba con phải san sẻ với công việc với má mà. Thì bây giờ con cũng muốn san sẻ công việc với vợ con. Nhưng mà dạ, má thấy con làm việc nhà như vậy má xót, con hiểu không? Dạ không sao đâu má, con sẽ hỗ trợ ảnh. Dạ đúng rồi má. Tôi biết rồi. Thấy chưa, nghĩ ác cho mẹ chồng quá làm chi. Mẹ cũng là người biết lắng nghe, nếu như mình nói, mình chịu, mình cho mẹ thấy những cái bằng chứng cụ thể chứ. Cả hai vợ chồng cũng biết đánh vào cái trung tâm mối, cái trung tâm dễ chịu của bà mẹ. Tại vì cái mức độ ưu tiên của bà mẹ là đang có con cháu, cái. Con cái. Thông minh thiệt. Đúng không? Nhiều khi họ bày một cái kế ra ngoài sofa ngủ để mà tạo cái điểm nhấn thôi. Đó, còn cái công việc mà nội trợ chỉ là nó ở xếp thứ tự ưu tiên thứ hai, thứ ba thôi. Nên đặt ở một cái vị trí để mà cho sự lựa chọn thì là thôi con cháu quan trọng hơn. À, thì đúng là hai vợ chồng cũng rất là cao tay. Em quên mất nãy giờ nói dông nói dài, quên anh. Dù bị phạt. Đúng. Cho anh trả lời sao, anh đoán sao anh bị phạt. Đây, trong cái cốc thủy tinh này là ba cái thăm tượng trưng cho những cái điều khoản hợp đồng được cắt nhỏ. Nếu như anh bóc được cái điều khoản này anh phải đọc lớn lên và anh phải hứa là anh phải làm nó trong gia đình nhỏ của mình, ít nhất là trong năm nay nha. Trời gì kỳ vậy? Em vui quá. Nè, rồi. Đây. Đọc đâu đúng không? Nè, bé Vi. Bé Vi bóc giùm anh đi. Bóc giùm anh phải không? Ok. Em bóc cái nào mình mà nặng lên. Trời ơi, cái này là bảo đảm vợ anh mà nhận được hả, là đọc xong nha, em tưởng tượng với cái với tinh thần của chị Dạ nha. Gì vậy cha nội? À, hay hay không? Có ai hay không? Không, không hả? Nhắn tin nói lời yêu thương với vợ hai lần mỗi ngày sáng và tối. Trời ơi, là khó hay dễ? Cái chuyện này nó thường quá, coi cần coi lại tin nhắn anh không? Anh mở ra một ngày anh nhắn gì vậy anh? Không, bao em gì? Cần coi, cần kiểm chứng, nhiều khi nói cái lời hoa mỹ chứ đâu có. Em kiểm chứng cho em kiểm chứng. Trời ơi, thiệt luôn á. Vi coi thử thật ra có không? Nè. Đâu có, đọc thử một cái gì gần đây coi. Nhớ ba quá à, ban gì chưa ủ này chị Dạ nhắn mà. Đó, đâu, đâu mà anh nhắn đâu. Ê, từ từ. Kéo hoài không có tới, không thấy. Kéo hoài không tới. Nè, đây nè. Đâu. Anh về rồi nhà ngủ. Anh về rồi ngủ ngon nhé, hôn em. Thấy chưa? Không, em, ngày nào anh em cũng nhắn sáng lại, đi làm lại, cũng nhắn. Nhắn tin nói lời yêu thương với vợ. Trời, anh tố thêm vụ hung sáng, luôn, muốn gì nữa? Sáng tối mình phải nói cho nó nghe tình cảm chút xíu. Không? Được, cái chuyện này được. Trời ơi, ngày nào anh làm cũng làm nhắn tin nói lời yêu thương khán với vợ hai lần nha, mỗi ngày khán sáng giả làm tối. Chứng nha. Nếu mà có những cái thỏa thuận ngầm dễ thương vậy với nhau trước, lâu lâu mình ngồi nhớ lại, ê hồi xưa mình có hứa, thôi chắc mình quên lâu quá mình làm lại. Mà cũng vui. Mà thật ra em thấy là đây là một cái hình thức cũng rất là hay nè. Thay vì chúng ta làm thành một tờ giấy và chúng ta điền quá nhiều vô thì chúng ta cứ làm giống cái này nè. Đó, lâu lâu mình bóc lên mình làm thử. Mình thực hiện lại cũng là một cái ý tưởng hay. Ủa hay ha, bây giờ mình có hai cái hũ ở nhà, hũ anh muốn, hũ em muốn. Lâu lâu tới bữa thì anh bị phạt thì bóc vô cái em muốn. Cũng dễ thương. Đúng rồi. Ừ, nãy giờ ý kiến của mọi người đều rất là sôi nổi. Nhưng mà mọi người có để ý thấy là khi mà làm một cái thỏa thuận gì trong hôn nhân hay là giao kèo cái gì đó thì đàn ông luôn là người phản đối. Em không biết tại sao luôn. Cái tâm lý của đàn ông là tư duy của họ là về tổng quát, còn đối với phụ nữ là chi tiết. Với những con người về tổng quát mà họ bắt buộc họ phải vô những cái điều về chi tiết á, là họ sẽ cảm thấy khó chịu. Đúng rồi. Thành ra là
nó đúng là phải như Từ Vy lúc nãy có gợi ý là mình phải làm cho nó mềm mại hơn, chứ không phải đó là như một cái hợp đồng kinh tế để chúng ta quá rõ ràng về lý trí. Vậy thì là chị em phụ nữ mình phải dùng cao tay hơn vào cái hợp đồng này. Ví dụ như là cái điều khoản khó nhất là kinh tế đi, tài chính kinh tế, mình làm sao để mình thỏa thuận điều này nó khéo léo và mềm mại như Hòa An nói ta. Em cũng có kinh nghiệm là mình đừng có thống nhất một con số cụ thể, mà là ví dụ như là cái tiền lương của chồng sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm, tiền lương của vợ sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm trong cái quỹ chung đó thì nó sẽ ổn hơn. Và khi mà theo dõi chương trình thì có thể quý vị sẽ có nhiều cái quan điểm khác nhau. Ôi, cái đám trẻ nó vẽ vời, tôi sống với chồng đã mấy chục năm nay mà có cần phải thỏa thuận gì đâu. Nhưng trong cái vở kịch mà chúng ta vừa xem cái tiểu phẩm đó thì anh Thanh anh cũng nói một cái câu, một cái quan điểm Trinh thấy cũng làm lay động mẹ chồng, là con không có muốn là phải cực khổ như mẹ và ba lại vô tâm. Mà nhiều khi mình không có nói, người ta không có làm thì mình lại tưởng người ta vô tâm. Nên ngồi lại cái động thái, ngồi lại trước với nhau, em muốn điều này, em thích cái điều kia, em cũng muốn nghe mong muốn chia sẻ của anh, thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống mình nó dễ thở hơn. Tuy là nó không bền chặt như một lời cam kết là có hợp đồng này chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhưng ít ra thì mình sẽ né được những cái bẫy của hôn nhân. Nếu mà có thể chia sẻ một cái mong muốn về một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này, chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm chắc lọc gì cho mọi người? Cả hai vợ chồng sẽ gắn bó gắn kết với nhau khi mà cả hai đem đến cho nhau sự hạnh phúc và thỏa mãn những nhu cầu của cả đôi bên. Chính vì vậy, một cái bản thỏa thuận, một cái bản ghi nhớ là điều rất quan trọng để mà chúng ta thiết lập lên một cái quy tắc, một cái sự thấu hiểu trong gia đình. Cái việc mà thỏa thuận, nếu như chúng ta cứ nghĩ là sẽ mang lại lợi ích cho chính bản thân của mình thì chắc chắn rằng là sẽ rất khó thuyết phục đối phương. Nên hãy vì lợi ích của đối phương để mà đưa ra một cái bản hợp đồng thống nhất trong vui vẻ và cùng nhau thực hiện những bản thỏa thuận trước khi mà chúng ta làm đám cưới, thì chắc chắn rằng là mọi người trong cuộc sẽ vận hành cái cuộc sống gia đình làm sao đó chúng ta cùng hướng đến cái sự hài hòa và hạnh phúc trong gia đình của mình. Có những cái mà mình trong cái thời điểm này mình suy nghĩ và mình thỏa thuận với nhau như vậy, nhưng mà với cái tình cảnh lúc đó thì lại giống như có thể nói là hợp tình nhưng mà không hợp lý, hoặc là ngược lại. Thì cái điều quan trọng nhất đó là tôn trọng lẫn nhau. Và người ta hay nói là gì, một người nhu, một người cương, để cho giống như là gia đình lúc nào nó cũng sẽ êm ấm hơn. Và mục đích chung của chúng ta, để dù là sau này có tiến tới hôn nhân hay đang ở trong hôn nhân, chúng ta đều muốn chỉ có hai chữ thôi là hạnh phúc. Nên khi mà chúng ta không hạnh phúc, hãy nhớ về tất cả những cái thỏa thuận ngầm của hai vợ chồng, những cái mong muốn mà chịu khó đặt chân vào đôi giày của nhau, tôn trọng nhau như cách Tường Vy nói, và hiểu cái mục đích sống cuối cùng của gia đình là gì, để nâng đỡ, để yêu thương, để tôn trọng. Và hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình khi biết vun vén, và thỏa thuận ngầm chỉ là một phần trong những cái bí quyết và nguyên tắc đó. Cảm ơn những ý kiến rất là dễ thương và hữu ích của cả Vy, một cô gái còn độc thân, hay là tiến sĩ Hòa An có nhiều kinh nghiệm sống, hay là người đang có một gia đình cũng khá là hạnh phúc, ngày nào cũng nhắn tin ba nó ơi nhớ quá à, khuyên mà xả miếng nè, như là Hứa Mạnh Đạt và chị Lâm Vĩ Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Phụ Nữ Ngày Nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Đến đây chương trình xin được phép khép lại, và xin cảm ơn tiến sĩ Hòa An, Tường Vy và anh Hứa Minh Đạt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Mình có sai thì mình bị phản ứng thì là đúng. Còn nếu như mình không sai gì cả mà bị phản ứng một cái cách thái quá thì đó mới là bạo hành. Cái người lớn mình xử sự với mình như vậy á thì mình sẽ lý giải. Còn cái người nhỏ bé hơn mà tỏ thái độ thì chị sẽ có một cái biện pháp khác. Người ta lại dùng cái ngôn ngữ là một cái công cụ để trấn áp người khác, làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, bị tổn thương.